Nay mình đi vô lửa mấy em đó nha anh em. Rồi chắc tầm khoảng 20 ngày nữa anh em, 20 ngày nữa mình đi ha. Quá lâu rồi, nó đi vô lửa nó lại coi nó làm sao. Cắn kìa. Đây, ok rồi. Lên cầu anh coi thử coi, cái cầu mới sửa đó, lên thử coi coi nhảy không. Vô lá kìa.
còi nó lúc của anh em đưa qua đó là nó đá mới giữ á. Còi nó lúc của anh á. Rồi, nhiều được rồi anh em ơi, để lấy con khác lên dệt. Nhấp lửa nó nhiều được rồi. Mấy hồi đi dệt kèm nữa. Trời ơi, trời ơi, cắn. Vậy mà đá học cái cầu trời. Dính luôn anh em ơi, dính đi mà dính luôn. Nó cắn cho đã. Lâu quá không được cắn nữa, cho cắn cho đã bữa. Nhổ lòng. Rồi con máy 3 giờ à. Rồi thả anh em ơi, giờ chim là không có bắt nha anh em, giờ thả vô lửa em nó chim bên đây mình bẫy là mình lựa căng lắm chứ không phải mà khơi khơi cũng bắt là bắt đâu nha anh em. Rồi ok, kèo thứ hai anh em ơi. Kèo này là bỏ nó dí trên đầu không mà chơi suốt. Ngồi dí máy rồi. Ba bốn con. Đúng không, người đánh số mà.
Bây giờ lại đằng kia, cái đằng này nó không xuống anh em ơi. Giờ lấy hàng cây đằng đó, đằng đó thấy có một con bay bay chấm chấm để cho nó nhìn thấy coi sao ha. Kèo thứ ba anh em ơi. Thấy kèo kia dời quá, cây kia mà nó không ra, nó không có quay cho anh em coi. Kèo này thì có bỏi trên đầu rồi nè, mà đá hồng chưa biết. Đây quay cho nó vuông góc rồi. Xong kêu con nữa. Chà, con này đen dữ rồi nha. Đầu lên ngon rồi. Đầu đen nước ngọt. Rồi sẵn xuống tới đó không đá à. Máy đứng đó là con trống này chết ngắt. Điện bay luôn ha. Quá. Bay lên ruộng luôn nha. Đi mà qua tới đây không dám đá.
con nữa rồi, con nó cắn cỡ nào coi. Quá ông đi dợt ra, lửa này là chim của mình mà lửa này là chưa có đạt đâu nghe nè. Này phải đi dợt chiến hay chiến nữa là nó mới khác, lửa này là chưa có đạt. Bỏ bê quá. Kiếm kèo khác anh em ơi, kèo thứ tư anh em ơi. Thử kèo này nữa coi sao, kèo thứ tư nha. Bốn kèo mà dính mới có con bỏi à. Ở kèo này kèo thứ tư chứ nãy ba kèo mới dính con bỏ rồi nè. Mấy em này chịu sẹt sẹt đây không biết sao. Xuống dính cái coi ta kỳ cục đá đắp gì á.
không nhấm đá luôn. Mày gặp đầu đen nước mặn là từ nãy giờ nó sắn banh cái lụp rồi. Dính nó cắn quay cho anh em coi nha, chứ quay vậy thì lâu lắm, anh em bỏ nó không đá ha. Nó có dính nó cắn thì mình quay cho anh em coi, còn không thì mình đi cầu khác nha, không thì đi về luôn á.